Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh Cà Phá Sinh. Lần đầu tiên Hải xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả quý vị khán giả và cùng thể gia đình. Ok, chương trình hôm nay là tiếp tục người dùng đánh giá xe, và vị khách mời đặc biệt của chương trình hôm nay đó là anh, một người rất là nổi tiếng, có tên đường luôn. Có tên đường luôn đó, mà mình quen biết được cách đây chắc cũng 15 năm rồi. 15 năm. Một thành viên kỳ cựu ô tô Sài Gòn đó là anh Lê Duẩn. Thật ra tên của anh là Huỳnh Lê Duẩn, nhưng mà cái tên ảnh chứ Lê Duẩn nổi tiếng quá nên ảnh đặt tên Lê Duẩn chơi trên diễn đàn, chơi trên Facebook trong thời gian rất là lâu. Thì đây là chiếc xe Volkswagen Tiguan của anh Lê Duẩn, và mình có dịp hôm nay được trải nghiệm và cùng anh Lê Duẩn chia sẻ những cái điểm đặc biệt về mẫu xe này, và anh Lê Duẩn sẽ đánh giá chiếc xe này vận hành trong hơn 3 năm qua. Thì cảm giác ban đầu thì nói chung là nút nè, tính năng nè, nó tuy là thương hiệu Volkswagen nhưng mà nó có gì đó nó giống giống như Audi về những tính năng, những cái nút, những phím bấm này kia. Bởi vì mọi người đều biết là Audi thuộc quyền sở hữu của Volkswagen. Anh Lê Duẩn là như tham gia diễn đàn của Sài Gòn năm mấy ta? Anh nhớ là năm 2004. 2004, thời gian đời đầu tiên là em mới lập forum luôn đó. Đúng rồi. Đó, lúc đó là anh Lê Duẩn cũng là người thành viên kỳ cựu năm 2004 tham gia ô tô Sài Gòn, và chiếc Volkswagen là chiếc xe thứ 8 của ảnh. Nên có thể đánh giá là có thể là ảnh không chia sẻ được nhiều, nói nhiều, nhưng mà về trải nghiệm lái của ảnh là một người chắc cũng là có kinh nghiệm rất là nhiều. Đó. Thì trong suốt thời gian, trong suốt 8 chiếc xe anh sử dụng, anh có nhớ là chiếc đầu đời là xe gì không anh? Chiếc đầu đời anh mua năm là 1999, là chiếc Honda Accord Couple hai cửa. Wow, dữ luôn. Nhưng mà nó được sản xuất từ năm 1988. 1988, xe hai cửa Couple đó là Honda, là gọi là xe là huyền thoại. Huyền thoại GDM đó. Đúng rồi. Rồi, anh xe đó đầu tiên của anh Accord nè, tới xe thứ hai. Xe thứ hai thì anh mua anh chiếc Toyota Corolla Altis năm 2003. 2003 Altis rồi. Đó, anh đó chiếc đó là thì anh mua từ trong hãng Toyota mới luôn. Rồi, ok. Sau đó năm anh đi được khoảng 2 năm, anh đổi qua chiếc Ford Escape. Ford Escape 3 chấm. Ford Escape là chiếc xe anh em đi em đang có đó. Đúng có, và chiếc xe là hình như là anh có tham gia caravan đi FFC luôn. FFC đi Campuchia. Campuchia không, Campuchia anh đi chiếc Corolla Altis. Altis FFC là thôi hồi FFC rồi. Đúng rồi. Rồi còn chiếc nào nữa anh nhớ chứ. Sau đó anh bán cũng đi 5 năm rưỡi, anh bán mua chiếc Mondeo, Mondeo. Rồi. 2.3 xe nhập. Anh cuối cùng anh cũng đi. Em nhớ chiếc này là chiếc em hay đón con đi học. Gặp anh đi chiếc GLK. Đúng rồi, Mercedes GLK 250 2014. Rồi chiếc thứ 7 đó phải không? Đó là chiếc thứ 7 đó. Thứ 7. Rồi chiếc thứ 8 là Volkswagen Tiguan. Đúng rồi. Thì đối với một người đã có trải nghiệm nhiều xe, lái nhiều xe, thì anh là một người đang lái một chiếc xe Mercedes, là cũng là một cái thương hiệu gọi là luxury, rất là được nhiều người ưa chuộng. Tự nhiên rồi anh, tại sao, lý do là sao mà anh đổi qua một chiếc xe Tiguan? Thì cái nói chung cái cơ duyên của nó cũng có nhiều vấn đề. Thứ nhất là khi mà đang trải nghiệm chiếc GLK 250 đời 2014 á, thì anh chạy được vài tháng, nói chung nội thất rồi cái mẫu mã, cái công suất nó lái, cảm giác lái rất ok. Ok. Nhưng mà anh theo quan điểm của anh, do anh chọn xe hay sao đó, nói chung có thể là mình không được may mắn. Xui. Mình mua nhầm một chiếc xe có nhiều trục trặc. Trong 2 năm mình vận hành. Anh có thể kể là 2 năm anh lái xe GLK đó bị trục trặc gì? Tại vì thứ nhất là anh, tức là GLK anh mua lại của một anh bạn chơi trên ô tô Sài Gòn của mình. Lúc đó là khoảng 12.000 km thôi, xe còn mới keng. Thì anh chạy về khoảng vài tháng thì nó trục trặc là nó nhiễu ở dưới nền gạch của nhà anh á. Nó nhiễu cái nhớt màu xanh. Sau đó anh đem vào hãng thì người ta kiểm tra là do cái lỗi là cái ron của hộp số phụ nó bị xì. Sau đó người ta thay thế. Rồi trong thời gian bảo hành luôn. Trong còn thời gian bảo hành miễn phí luôn. Miễn phí. Sau đó anh chạy cũng thời gian, bắt đầu nó tới cái lỗi nó là do dây cu ro với cái bu ly á, nó hú.
anh cũng vào hãng, cuối cùng người ta cũng thay thế cho anh miễn phí luôn. Miễn phí luôn. Và cái tình trạng nặng nhất là sau đó anh đi cũng khoảng được 7-8 tháng, 1 năm thì anh nghe cái động cơ nó hú. À, nó hú, tiếng hú nó rất là kỳ lạ. Sau đó anh vào hãng để kiểm tra, thì 1-2 ngày người ta kiểm tra, người ta phát hiện là cái lỗi hộp số phụ. À, số phụ. À, bị hú. Thay luôn. Anh thay luôn. Mà hên thời điểm đó là bảo hành luôn. Bảo hành. À, mình đã mua gia hạn bảo hành miễn phí. Cho nên sau cái thời gian đó sau bảo hành là bán luôn phải không? Sau thì hết bảo hành thôi. Anh nói chung nền kinh tế, cái kinh tế của mình nó không kham nổi để nuôi một chiếc xe sang. Cho nên thôi anh quyết định bàn với bà xã là mình bán. Mình đổi qua dạng xe phổ thông mình chạy cho nó nhờ, cho nó kinh tế một chút. Anh mua xe được nhưng mà khi mà để bảo dưỡng bảo trì những xe mà sẽ đi thì anh quá sợ đúng không? Đúng rồi, đúng. Nó cao đúng, quá. Nhất là bảo hành thì không sao, nhưng mà hết bảo hành thì phải trả tiền rất là nhiều. Đúng, đúng. Đó, nhưng khi nghe động giá xong mà sửa chữa này 100 triệu, 200 triệu là mình cũng hơi ngộp. Hơi ngộp. Hơi ngộp thiệt. Đúng. Thì lúc mà anh đổi qua cái xe từ cái xe GOK thì chắc chắn là có sự chọn lựa là GOC đó. Nhưng mà anh chắc là nghe sửa chữa nhiều quá không sợ đâu. Đúng, đúng. Đó. Rồi khi đổi qua cái mẫu, trước khi mà đổi qua xe Volkswagen Tiguan thì thị trường có rất là nhiều chọn lựa cho anh về dòng xe 7 chỗ. Anh có cân nhắc những dòng xe khác không, hay là tự nhiên anh thích cái xe này anh mua? À, tức là cái thời điểm mà anh bán GOK đó thì sau đó 1-2 tháng anh với bà xã, anh bàn bà xã quyết định mua một chiếc xe. Tại vì anh với bà xã rất thích là đi du lịch, khám phá những cái vùng như Đà Lạt rồi Nha Trang, Phú Yên này kia. Mà mình bán xe rồi không có phương tiện đi, mình rất khó chịu. Đó, cho nên anh mới quyết định là mình đi tìm một chiếc xe gầm cao, vẫn là gầm cao. Tại anh đã từng chạy gầm cao rồi, mình không muốn xuống sedan nữa. Thì đó, anh có đi xem, thứ nhất là Ford Everest 2019, model mới. Mà thời điểm đó là tới khoảng tháng 6, tháng 7 nó mới có xe. Anh đi xem được chiếc đó. Và chiếc thứ hai là Toyota Fortuner 2.8V. Thì chạy máy dầu, tất cả đều là máy dầu. Sau khi anh thử Toyota thì anh thấy cái máy nó ồn quá. Anh đã đi xe Đức êm ái quen rồi. Đúng, đúng. Bạn xuống cái xe kia là nó ồn lắm, không quen. Và cái mùi dầu nó khó chịu. Nó khó chịu. Sau đó anh quyết định thôi mình sẽ xuống cọc mua chiếc Ford Everest 2019 rồi. Tới tháng 6 mới có hàng. Thì cái tiêu chí của anh thứ nhất là chọn xe phục vụ gia đình gầm cao, rộng rãi. Rồi. Và cái thứ hai quan trọng á là vì cái kích thước của chiếc xe chiều dài, khi mà vào nhà anh phải nhỏ gọn nữa. Phải nhỏ gọn. Tại vì cái giới hạn cái cửa và cái khoảng không ở nhà anh nó chỉ cho phép chiếc xe từ 4m8 trở lại thôi. À, xe kia Everest là to quá. Đó. Cái buổi sáng đó anh chuẩn bị lấy tiền, anh đã nhận tiền, lấy tiền đi mua hẹn ở Ford Phú Mỹ nè, để xuống mình đặt cọc luôn. Khi mình xuống xem xe thực tế, khách hỏi rồi xem cái kích thước chiều dài của nó, mình thấy tới 4m89 rồi. Thấy thua phải không? À, thấy thua rồi. Bắt đầu thôi anh quyết định, thôi anh xin lỗi cái em sale đó là hôm nay anh đã đem tiền đến chuẩn bị ký hợp đồng với em mà anh phát hiện ra nó chiều dài quá. Chiều dài, chiếc xe nó dài quá, anh vào nhà anh không vừa. Thôi anh hủy. Hủy cái thương hiệu xe Ford Everest đó. Rồi sao cơ duyên nào anh chọn mua thiết kế thứ quanh? Thì cơ duyên anh nói chung đúng là có duyên. Có duyên, mua xe có duyên thôi nè. Mua xe có duyên. Trong lúc làm việc thì anh hay check Facebook, hay chơi Facebook á. Thì anh thấy một bác chuyên về kinh doanh xe, cũng có tiếng ở quận 7. À, đưa lên chiếc xe Tiguan thấy còn mới quá, mới chạy có 4.200 cây số thôi. Rồi đó anh nhắm mẫu mã lên Google, anh gõ tìm kiếm thông tin, tìm kiếm thông tin của chiếc này thì thấy nó ok, phù hợp với mình. Rồi anh gọi bác, thì từ chỗ làm anh đến chỗ của bác xíu à, 5 phút xíu à, khoảng 5 phút. Quốc Cường La thì nổi tiếng rồi. Đúng đó. Rồi, Quốc Cường La. Để sau cái review này bác Hải phải lấy cái commission của Quốc Cường La nha. Thì đó anh hẹn Bắc Cường La anh chạy lại 5 phút. Anh với Bắc Cường La thử trong vòng 30 giây thôi anh quay về rồi anh đặt cọc cho Bắc Cường La. Rồi anh có lái thử chưa hay là anh lái thử luôn. Thì đó anh với Bắc Cường La lên xe
mới chạy ra khoảng chừng được chắc chừng cây số á, rồi chọn luôn. À, anh thấy nó êm ái rồi, nói chung nó phù hợp với mình. Vừa nhỏ luôn. Gọn nè, vừa 5+2 không phải là 7 chỗ. Đúng. Mà 5+2 thật sự là cái xe 7 chỗ á, Việt Nam mình á, ai cũng muốn xe 7 chỗ hết á. Đúng. Nhưng mà khi mà cái xe mà chở đủ 7 người á là không chở hành lý được. Đúng. Đó, nên cái giải pháp mà 5+2 cũng một giải pháp, tại vì cái xe là nhiều khi có gấp bị gấp anh đi được 7 người thôi, nhưng thực ra là hành lý để không được. Đúng, đúng. Đó. Thì cái mẫu xe khi anh chọn thời gian đó là cái xe này giá mới là cũng khoảng tầm 1.6 hơn xíu à. Anh nhớ là khoảng 1.7 á. 1.7. Nếu ra biển số thì chính. À thì à. À thì anh rồi. Mua lại cũng rẻ hơn được vài trăm. Và khi anh sử dụng xe này thì bây giờ dễ so sánh đi. À. So chiếc này với lại cái chiếc trước của anh là chiếc CLK. À. Cũng động cơ 2 chấm nè. Xe kia là 211 mã lực. Mã lực. Xe này là 180 mã lực. Thì cái sự khác biệt động cơ thấy có nhiều không? À, cái động cơ anh thấy khi mà tăng tốc, nói chung cái đường xá Việt Nam của mình thì tốc độ tối đa 120. Rồi. Đó. Khi mình tăng tốc thì chiếc GLK thì nó bốc hơn. Bốc hơn, nó tăng tốc nhanh hơn. Rồi. À. Nhưng mà cảm giác lái á, tức là khi mà mình vào cua rồi chạy tốc độ cao, độ đầm, anh thấy như nhau 90. 90. À, 90. Nói kia. bằng quá thì anh em lại so sánh, đó là thương hiệu Mẹt. Thương hiệu Mẹt sẽ sang, mà sao anh lại đi so sánh với một chiếc xe bình dân, Đức bình dân đạt tiêu chuẩn. Tôi biết là cái xe này là 4 máy 180 mã lực và tăng tốc từ 0 tới 100 trong vòng hơn 7 giây. À. Nó cũng ngang ngang thằng GLK và thằng tốc. Đúng rồi. Phong lịch nhau mấy, và sự làm khi mua cái xe gia đình người ta không quan trọng lắm mức độ tăng tốc là phải 0.5-6 giây. À. Quan trọng là mình trải nghiệm lái mình thấy nó êm ái nè, cách âm nè, rồi tiết kiệm nhiên liệu. Thì so với nhiên liệu thì nào hao hơn? À, nhiên liệu của thằng này anh thấy tốt hơn thằng CLK luôn, cũng là 4 máy luôn. Cũng 4 máy luôn. Thì trung bình anh đi thành phố là bao nhiêu lít và anh, đi đường trường bao nhiêu lít? À, đi thành phố thì trong thời điểm này á, sau 3 năm thì anh coi đồng hồ thì khoảng từ 9 lít rưỡi cho đến khoảng 11 lít nếu mà kẹt xe nhiều. Wow. À, thì trung bình khoảng 10 lít nếu mà đường ở quận 7 mà. Còn ít hơn cái xe móng tại em nữa. À, thì rất anh thấy rất tiết kiệm nhiên liệu. Tiết kiệm nhiên liệu. À. Còn ở ngoài cao tốc, anh đi cao tốc lên thành dù gì anh thường đi Đà Lạt hay kia. Nói chung trung bình trên cao tốc khoảng 7 lít rưỡi với 8 lít à. Mà khi mà từ Đà Lạt đổ về anh chạy khoảng 6 lít rưỡi. Lít. Wow. À, tại từ cái đoạn đường đổ dốc mà. Thì đó, chia sẻ với người là chiếc xe Tiguan động cơ rất là mạnh mẽ, 180 mã lực. Tiêu hao nhiên liệu đi Đà Lạt đi về đổ dốc nhiều thì khoảng tầm 6 lít, còn nếu mà đi đường trường thì khoảng tầm 8 lít và đi thành phố khoảng tầm 90 lít. Đúng. Nói chung là mức tiêu hao nhiên liệu nó quá tuyệt vời. Và quan trọng là em muốn hỏi anh là trong gần 3 năm sử dụng, số km hiện giờ là em thấy là 30.000 thôi. 30.000 47 cây số. Thì trong thời gian sử dụng là anh có khi nào gặp sự cố về xe không? Nằm đường hay là xì nhớt trong những cái xe GLK không? À. Không, trước này anh đi 3 năm, gần 3 năm rồi đó. Tháng 12 này là đúng 3 năm rồi. Wow. Anh chưa thấy bị cái lỗi nhỏ gì hết á. À, cứ đổ sang bảo dưỡng đi. Rồi chi phí bảo dưỡng nó có đắt đỏ so với lại cái xe siêu cây anh hồi xưa không? À, chi phí nó rẻ hơn khoảng từ 30-40%. Ví dụ là anh đi thay nhớt một lần là tốn bao nhiêu tiền cái xe này? Chứ bảo dưỡng trung bình. Trung bình khoảng từ 2.7-3.2 triệu. 3.2 triệu. Có lọc nhất hay lọc nhất theo lọc nhất. Đúng rồi. Đó. Rẻ hơn xe Mẹt khoảng tầm 30%. Nhưng mà an tâm là chưa hề gặp bất kỳ sự cố gì. Đúng. Xảy ra với xe này. Nói chung là sự Volkswagen là thương hiệu mọi người nói vui là giống như là Toyota của châu Âu vậy. Châu Âu. Nó rất là bền. Và anh đánh giá gì cái kiểu dáng của xe này? À, kiểu dáng của chiếc này anh thích nhất là cái kiểu dáng form vuông vóc. Vuông vức của nó manly. À, nó không, anh thì không có thích xe dạng ẻo lả lắm. Bo tròn kia anh không thích. Anh thích cái kiểu dáng của nó vuông vức giống như thằng GLK á. Dạ. À, anh thấy kiểu dáng nó không có bị demod. Cái sau. Kiểu dáng vức mà nhìn nó không có ấn tượng. Đúng rồi. Nhưng mà 5 năm, 10 năm nhìn nó vẫn vậy. Đúng, đúng. Nó không có bị demod cái lỗi đó. Đúng rồi. Rồi nãy giờ mình trải nghiệm và cái xe này là xe chỉ được 4 bánh. À. À, thế là anh vô đi upgrade thử đó, đi. Anh có vô upgrade là anh đi cái cung đường lần em anh hỏi em vào cây thông cô đơn đó. Vô luôn hả? À, anh vào luôn. Wow.
Đó. Thì mọi người hình dung là cái đường cái thông cô đơn cũng là một cái đường địa hình kinh khủng. Khá là kinh khủng, cái dốc rất là cao. Đúng rồi. Và chiếc thiết quanh là cũng đã anh đã trải nghiệm đó rồi. Trải nghiệm vô luôn, và ra an toàn luôn. Ra an toàn luôn. Cảm giác lái rất là an toàn luôn. Đúng. Đó, cái mẫu xe vận động 4 bánh nó gọi là Emotion của Volkswagen cũng khá là nổi tiếng. Hộp số nó 7 cấp. 7 cấp đi SG ly hộp kép. Rồi, nó có chế độ lái là mấy chế độ anh ha? Anh thấy có hình như là 4 chế độ. 4 chế độ lái. 4 chế độ. Tức là Sport, Normal, Eco và cái cá nhân của mình. Cá nhân của mình. Rồi ngoài ra thì nó cũng còn 4 chế độ, 3 chế độ. Đó là chạy đường tuyết, đường Normal, đường đèo, đường đá. Chế độ đi địa hình. Đi địa hình, đúng rồi. Và cái tự cài theo cái cá nhân của mình. Nói chung là với một cái dòng xe thương hiệu như được nhập khẩu từ Đức luôn. Và giá tầm 1 tỷ 7. Và tất cả tính năng an toàn và trải nghiệm lái thì nó về giá trị đồng tiền thì anh thấy là nó tính giá là quá ok không? Quá ok, và so với cái xe dạng nhìn nó đầy đủ chức năng giống như một chiếc xe xe sang. Mình không thể so sánh bằng một chiếc xe sang như Mercedes, BMW hay Porsche hay nói chung là thương hiệu sang của Đức mình không thể so sánh bằng. Nhưng mà nó là ông nội của thằng Porsche nè, ông nội của thằng Audi nè, ông nội của nhiều thằng thế giới lắm. Cái âm thanh xe này nghe hay không anh? Âm thanh đầu anh thấy nghe cũng tạm. Cũng tạm được thôi, chưa có chưa tại vì em không thấy thương hiệu gì, loa thường là loa xịn, nó gắn thương hiệu vô thì có loa này loa chẳng nghe là bình thường. Loa bình thường. Nhưng mà nghe ok. Nghe ok. Tại mình không phải là cái người chuyên gia về âm thanh. Em thì hơi cầu kỳ cái đó. Đúng. Em thì hay âm thanh là phải, tại vì mình ngồi xe thời gian còn nhiều hơn ở nhà. Nên cái chất lượng âm thanh mình cải thiện thì mình sẽ enjoy, mình thưởng thụ nó nhiều hơn. Cái xe anh đi được là 30.000 thì anh đi xa nhất là tới đâu rồi không? Chuyến xa nhất của anh là đến Phú Yên. Phú Yên. Đến Phú Yên là khoảng 550 ha. Rồi sau đó anh cũng có đi Phú Quốc. Quốc chạy luôn. Anh chạy luôn, cũng mang xe qua lên phà rồi chạy ra Phú Quốc. Rồi Đà Lạt thì anh thường anh với bà xã rất thích Đà Lạt. Một năm anh đi 4-5 lần á. Wow. Rồi điểm gì anh nãy giờ mình nói là điểm gì là anh cái xe đi, phục vụ anh gần 3 năm rồi. Điểm gì anh hài lòng nhất về cái xe này, hài lòng nhất, anh thích nhất về cái xe này. Đó, chiếc cái hài lòng nhất là anh thích cái form của nó, cái form kiểu dáng của nó. Nó chạy đồng thời. Chắc, nói chung cái không gầm chắc. Độ an toàn cũng nó cũng ok. Dạ. Nó không có thiếu một chiếc năng gì. Rồi vận động, tại sao anh đi anh thích, em biết anh thích hay đi Đà Lạt là do xe này vận động 4 bánh. 4 bánh. Đó, anh đi đường đèo cảm giác nó an tâm. Nó an tâm, nó không bị sàn, nó không bị sàn, nó rất là sướng. Đúng. Tay lái đầm chắc khi vào cua. Nó không có bị sàn như những chiếc xe một cầu. Vận động bánh trước hoặc vận động bánh sau. Rồi điểm gì anh không hài lòng trên mẫu xe này? Không hài lòng của anh là về chắc chắn là giá. Giá? Giá. Ok, giá là giá mua nó cao hả? Đúng rồi, giá nó hãng nó định giá cao quá khi ở thị trường Việt Nam mình. Cho nên cái sản phẩm, cái số lượng nó không được như kỳ vọng. Mặc dù anh thấy xe này rất là tốt, nhưng do thấy cái giá nó cao quá. Đúng rồi. Nhất là do nó nhập khẩu từ Đức về. Đúng. Nên giá nó cao, nó không so được với lại GLC hiện nay là được lắp ráp trong nước thì giá nó thấp hơn. Thấp hơn. Nhưng mà nếu GLC nhập khẩu thì giá một trời một rất là cao. Như Audi cũng giá rất là cao. Thì trong phân khúc xe Đức thì cái xe nó giá ở đây là mặc dù đánh giá cao nhưng mà đánh giá đó là chấp nhận được khi so với những xe nhập khẩu từ Đức về. Thậm chí từ châu Âu luôn, giá cũng ngang nhau. Rồi về giá thì còn cái điểm gì anh không hài lòng về mẫu xe này khi sử dụng thời gian dài? Không, nói chung anh chỉ về giá thôi. Về giá thôi. Còn tất cả mọi thứ là đều tuyệt vời so với anh. Đúng giá rồi. Trị đồng tiền và theo quan điểm của anh thì ok. Tất cả đều ok. Sau 3 năm sử dụng xe không bị xì nhớ, không bị bất kỳ sự cố gì hết. Cảm thấy anh an tâm khi sử dụng xe này. Anh rất an tâm. Và có một cái điểm anh thấy điểm cộng nữa là sau 3 năm sử dụng những cái nội thất như cửa, ron cửa nó không có bị cọt kẹt. Ý là chất liệu, mặc dù nhìn chất liệu không đẹp. Đúng rồi, chất liệu nữa không ạ? Chất liệu nhựa không đẹp. Bình dân nhưng thấy rất mà bình dân. Sau 3 năm nhìn nó vẫn vậy. Đúng vẫn rồi. Mới 90%. Không có xuống cấp, không có kêu cọt kẹt, không có bị lão hóa. Không bị lão hóa, cái ghế không bị lão hóa này kia luôn. Đúng. Thì đó, mọi người thường đánh giá xe Volkswagen có thể là không có đẹp. Nhưng mà đấy, theo đánh giá của anh Lê Duẩn, một người trải nghiệm chiếc xe thứ 8 trải nghiệm xe từ năm 99 đến giờ 99. Cũng 99. Wow, cũng là rất là lâu rồi. Có đánh giá khách quan về cái mẫu xe Volkswagen Tiguan. Và
Hy vọng đây là sự chọn lựa cho những bạn bè này, cho những người khách hàng đang tìm kiếm mua một cái mẫu xe gia đình nhỏ gọn và có thể trải nghiệm du lịch và trải nghiệm lái với hệ thống chuyển động bốn bánh Emotion. Yeah. Và giá cả thì nói chung là xe Đức thì chấp nhận được. Yeah, đúng rồi. Khi anh đi xe này thì sẽ chắc chắn nhiều bạn bè hỏi anh về tư vấn luôn. Xe này có đáng mua không, rồi có nên mua hay không, thì anh có khi có nhận những lời tư vấn đó không ạ? Anh cũng đang tư vấn cho hai anh bạn của anh, là anh cũng đang chọn xe, thì anh tư vấn nên mua chiếc xe Tiguan OnSpace. Cái giá thành nói chung đến thời điểm này thì nó chấp nhận được, và nó đang cũng khuyến mãi giá tốt, cũng giá rất tốt và nội thất rộng rãi. Thì anh cũng đang tư vấn cho hai anh bạn để anh xem xét và anh mua. Thấy cái ghế sau rất là rộng, rất rộng. Ghế sau, hàng ghế giữa mình có thể dịch lên dịch xuống. Để tạo cái chân cho hàng ghế thứ ba. Cho hàng ghế thứ ba rất là thoải mái. Có khi nào anh thử chở hàng chưa? Chở hàng thì anh cũng có chở nhẹ nhẹ thôi. Tức là năm rồi anh có bán chuyên về đồ nhựa, áo xe Variolex á. Nhiều thùng, nó cầm cầu cờ lắm, anh hạ tất cả hai hàng ghế xuống, nó chở rất là thoải mái. Thoải mái luôn, là một cái xe 5+2 thành xe bán tải luôn, chở hàng luôn. Đó. Là gấp ba hàng ghế gặp là hết, chở ở đây hết trong sau bình thường luôn. Bình thường. Anh có nhu cầu đổi xe chưa? Anh chưa, đến thời điểm này anh chưa có nhu cầu. Nói chung là anh an tâm xe này sử dụng thêm bao nhiêu nữa? Chắc 2 năm nữa. 2 năm nữa, đó là chiếc xe anh đã sử dụng 3 năm mà. Đúng. An tâm sử dụng thêm 2 năm nữa. Rồi, hy vọng là chúc cho công việc anh luôn luôn được thành công, tốt đẹp, và để anh có thể đổi cái mẫu xe Volkswagen Tourneron mới. Không, em mới đi coi thấy xe nó đẹp quá. Bự, rộng rãi, thoải mái hơn cái xe này. Nó cũng có sự trải nghiệm. Thì thông thường thì anh 5 năm đổi xe chứ em cứ 2 năm đổi xe lần rồi. Không, chiếc xe này kể như anh là anh đi lâu nhất. Anh cũng thường 6 chiếc xe kia 2 năm, 5 rồi đổi. 2 năm là anh đổi. Ok, đây là cái xe. Mà là chiếc xe này là chiếc xe anh đi lâu nhất. Do nó bền. Do nó bền. Do nó bền. Đó, xe rất là bền. Rồi, ok, rất cảm ơn anh nhiều nhé. Rồi, hy vọng là sẽ có dịp trải nghiệm cùng anh trên những cái mẫu xe mới. Rồi, anh cũng qua cái ngày hôm nay thì anh cũng cảm ơn bác Hải và anh em của Ca Bạch Xanh đã tạo điều kiện cho anh để review chiếc xe mà mình chọn và mình yêu thích. Đó. Thì anh cũng qua kênh Ca Bạch Xanh, anh cũng kính chúc tất cả các vị khán giả, những người sắp sửa và đang tìm hiểu về chiếc xe dự định mua của mình, sẽ chọn được những chiếc xe ưng ý, phù hợp với gia đình và cá nhân của mình thông qua kênh Ca Bạch Xanh của bác Hải. Anh xin cảm ơn. Rồi, cảm ơn nhiều nhé. Ok, xin chào mọi người. Xin chào mọi người.